Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân tại tỉnh Yên Bái. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên truyền hình Người Đưa Tin có mặt tại hiện trường. Những cơn mưa kéo dài đã gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc theo quốc lộ 32 và quốc lộ 37 chạy qua địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo ghi nhận của cộng tác viên truyền hình Người Đưa Tin, các lực lượng chức năng đã ra quân tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả cả ngày lẫn đêm. Hiện các địa phương đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục đường giao thông, ổn định đời sống nhân dân. Dự kiến đến chiều nay, ngày 31 tháng 8 mới giải tỏa xong ách tắc tại các tuyến đường. Sau đây là những hình ảnh về thiệt hại tại tỉnh Yên Bái.